Xin chào anh chị và cô chú. Hiện tại em có mặt tại ấp Lý Hoàng, xã Phú Đông của huyện Tân Phú Đông, trên con đường xe 2 tấn rưỡi nha. Ở đây em có mấy lô đất muốn bán cho anh chị nè. Ở đây em có 10 lô nha. Đường rộng rãi thoải mái luôn. Đường này chắc cỡ 3m 4m. Ra đường tỉnh lộ chút xíu là tới rồi. Chút xíu chạy ra đường tỉnh lộ quay cho anh chị coi. Từ cái bản kia qua đây là một lô, ở đây qua đây hai lô, ở đây mình có 10 lô nha. Đó, dài là tên kia 10 lô, ngang 5 dài 23, ngang 5m rưỡi chứ, ngang 5m rưỡi dài 23, có 100 thổ cư. Đó, ra tới phía sau luôn, ra tới phía sau luôn, nhà cửa xung quanh đây cũng có rất là nhiều. Đó, nhà cửa nè. Xíu chạy ra đường tỉnh lộ chút xíu là tới rồi. Bán 165 triệu một lô nha. 165 triệu một lô. Ở đây có 10 lô. Xung quanh cọc móc có đầy đủ rồi. Ở đây là chủ chuẩn bị ra sổ. Anh chị nào mua thì gặp chủ đặt cọc 15 ngày ra công chứng nha. Đó, từ cái điểm này bề ngang 5m rưỡi nè, và tới điểm này bề dài 23m ra tới phía sau. Đất nền cao ráo rồi. Trước cửa mình thì trồng xả, thoải mái chưa, thoáng mát luôn. Ở đây qua bến tre cũng sát bên anh chị, qua bên con sông cửa đại kia là tới rồi. Ở đây thì cái hướng này nè, anh chị chạy qua bên chạy về thị xã Gò Công là 21 cây, về thành phố Hồ Chí Minh là cỡ 71 cây á. Đất nền cao ráo ha. Bề ngang 5m rưỡi dài 23, có 100 thổ nha, 165 triệu một nền. Xung quanh nè, nhà cửa quá trời luôn. Bên kia khu nhà người ta nè. Đất này hướng Tây Bắc nha. Tây Bắc. Đây mình có 10 nè. Ở đây là chợ Lý Hoàng là 2 cây mốt. Lên huyện là chắc cũng cỡ 2-3 cây gì đó. Và bây giờ để em chạy đi ra ngoài đường quay cho mọi người coi nha. Đường xá rộng rãi thoáng mát đẹp lắm. Ở đây là từng lô đất mình nha, em sẽ chạy ra đường nha. Đường rộng rãi, xe 2 tấn rưỡi luôn mà chạy thoải mái lắm á, đường đẹp lắm. Không khí miền quê thoải mái chưa, mát rượi luôn. Anh chị nào mua 2 nền cũng có 300 mấy à. Vậy ở thoải mái luôn, 2 nền về ngang 11m, bị sâu vô 23m, có 200 thổ. Nhà cửa rồi quá trời luôn nè. Được rộng rãi hơn. Đây là cầu Kỳ Mai, cầu 3 tháng rưỡi quả cầu. Ở phía trước là đường tỉnh lộ rồi đó, đường tỉnh lộ 82B. Xe chạy vào trước kìa.
xuống này về huyện Tân Phú Đông nè. Đây là đường tỉnh lộ nha. Xuống này về chợ chợ Lý Quèn. Ở đây là chợ Lý Quèn một cây thôn nữa, cây mấy thôn nữa. Đó, đường tỉnh 87B. Chiều dài nó 30 km. Đường này đường xe 2 tấn rưỡi nha. Rồi, thì tới đây em xin kết thúc cái video nha anh chị. Anh chị nào mua liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em nha.